Từ hôm nay 1 tháng 8, thông tư 04/2022/TT-NHN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn dành cho tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chính thức có hiệu lực. Theo thông tư này, lãi suất rút trước hạn đối với tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định như sau. Đối với trường hợp rút toàn bộ tiền gửi được áp dụng mức lãi suất tối đa bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn. Còn trường hợp rút một phần tiền gửi được áp dụng mức lãi suất bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn. Riêng phần tiền gửi còn lại được áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi khách hàng rút trước hạn một phần.